Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp tục đi kiểm tra một số điểm bị thiệt hại nặng do mưa ngập vừa qua trên địa bàn xã Hòa Nhân, huyện Hòa Vang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Tại thôn Thạch Nham Đông, hiện có khoảng 11 hộ bị ảnh hưởng nhà, 12 hộ ảnh hưởng tường rào, cổng ngõ, 85 hộ bị ngập, trôi tài sản, ảnh hưởng nhiều diện tích rau màu, hoa, giao thông. Tổng mức độ thiệt hại ước tính 12 tỷ đồng. Đến nhà anh Nguyễn Thanh Niên là nhà bị thiệt hại nặng nhất, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị địa phương khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại, chuẩn bị phương án hỗ trợ cho gia đình anh Niên cũng như các gia đình bị thiệt hại nặng. Trong ngày đêm 14 tháng 10, mưa lớn liên tục trong nhiều giờ trên địa bàn đã làm vỡ đập hố dư. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều hộ gia đình tại thôn Thạch Nham Đông bị ảnh hưởng. Bí thư Thành ủy đã yêu cầu lãnh đạo huyện Hòa Vang và xã Hòa Nhân kiểm tra lại toàn bộ đập hố dư và rà soát lại mức độ thiệt hại để nhanh chóng lên phương án khắc phục.